Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô mấy câu Nhật bãi muốn giới thiệu đến các bạn. Giá thì mình báo trên video, giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một máy là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Các bạn mua hàng thì gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại mình hoặc nhắn tin Zalo là 0931 342 766 nha. Và sau đây thì mình xin giới thiệu con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là một con Devil Spin nha bạn. Devil Spin DS10. Con này là một con máy của Hàn Quốc nha, Korea. Ngoại hình thì rất là sáng đẹp luôn các bạn, màu đỏ phối rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt luôn nha. Tay quay thì mình thay đổi trái phải, tay quay thay đổi trái phải. Thông số của nó là cước số 2 mình vào được 130m nha các bạn. Xa máy gần 2000 nha, cước số 2 là 130m. Lăn sáng bóng, gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Ngoại hình máy rất là đẹp luôn, nhỏ gọn. Máy chạy nha, máy chạy rất là mượt luôn nha các bạn. Chốt chặn. Và con máy số 1 này có giá là 220k nha. Máy số 1 220k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 2. Con máy số 2 mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng Yong Cutter nha các bạn. Đây, Yong Cutter. Con này là một con máy của Hàn Quốc luôn nha, Korea. Dòng này thì rất là bền luôn các bạn. Đây, ngoại hình chi tiết của máy. Tay quay thì mình đổi trái phải được luôn nha. Tay quay mình đổi trái phải. Thông số cước, cước số 3 165m nha các bạn. Xa máy là 3000. Lăn sáng bóng. Gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sống, lưỡi gạt hoạt động tốt nha các bạn. Máy chạy, máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặn. Và con máy số 2 này có giá là 250k nha. Máy số 2 250k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 3. Con máy số 3 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con Auto Bali nha các bạn. Auto Bali. Con này có ratio là 15.2 nè các bạn. Ratio 15.2. Một con máy của Hàn Quốc. Ngoại hình thì nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Con này chạy tới 4 mặt đạn nha các bạn. Đây, máy này chạy tới 4 mặt đạn luôn. Chạy 4 mặt đạn. Cối là cối kim loại nha các bạn. Rất là dày và chắc. Cối sáng. Tay quay thì mình đổi trái phải. Tay quay núm gỗ nha các bạn. Đổi trái phải. Ngoại hình thì mình quay chi tiết luôn nha. Con này thông số của nó là cước số 6 140m nha các bạn. Cước số 5 170m. Con này là size 5500 nha. Lăn đá sứ. Gạt cước. Hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Tay quay là tay quay gập, mình bấm nút gập lại nha. Rất là tiện luôn. Máy chạy, máy chạy rất là êm mượt. Chốt chặn nha bạn. Và con máy Hàn Quốc này có giá là 400k nha các bạn. Máy số 3 400k, cối kim loại dày chắc nha. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 4. Con máy số 4 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con Hercules nha các bạn. 6100. Ngoại hình chi tiết của máy nha bạn. Con này là của Japan, Japan. Một con máy rất nhỏ gọn xinh xắn luôn. Tay quay thì mình đổi trái phải. Tay quay đổi trái phải. Lăn sáng bóng. Thông số cước nha bạn. Cước số 2 thì mình vào được 180m nha. Con này size máy là 2000 nha các bạn. Đây, ngoại hình chi tiết của máy. Cối cũng rất là sáng luôn nha. Một con máy của Nhật. Tay quay nè các bạn. Nhỏ gọn xinh xắn, xa máy 2000. Gạt cước. Hoạt động tốt nha các bạn. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Phần tay quay nha. Tay quay thì mình gặp như thế này nha các bạn. Tay quay mình gặp như vậy. Đây, mình vặn tới đây,
xong là mình gặp lại trong lúc mình vận chuyển đó các bạn, thì mình gặp lại như vậy, sử dụng thì mình mở ra mình vặn lại là được. Cái chút chặn của nó làm thiết kế rất là dễ thương luôn nha các bạn. Tay quay thì mình đổi trái phải, máy nhỏ gọn xinh xắn, máy chạy nha, máy chạy rất là đã luôn các bạn. Đây, nghe cái tiếng rất là đã luôn, thích luôn. Phía sau mình chặn này chứ, chế độ đảo chiều nữa các bạn. Và con máy số 4 này có giá là 450k nha các bạn. Máy số 4 450k nha. Một con máy của Nhật nha các bạn, Japan. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 5 nha. Con máy số 5 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy của Daiwa nha các bạn. Daiwa Carbon Spin nha, GS600RD nha. Con này là một con của Japan nha các bạn. Ngoại hình con này thì mình thấy rất là mới luôn á. Ngoại hình con này chắc cũng phải 90 nha các bạn. Rất là mới. Tay quay thì mình đổi trái phải nha. Dòng máy đuôi chuột, lăn đá sứ. Thông số cước của nó nha các bạn. Đây, cước 1.5 mình sẽ vào được 150m nha. Size máy là 1.500 nha. Rất là nhỏ gọn, xinh xắn luôn. Độ mới thì chắc cũng khoảng 85-90 các bạn. Nhìn rất là mới. Tay quay là tay quay kim loại nha. Tay quay này là kim loại. Gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sống, lưỡi gạt hoạt động tốt luôn nha các bạn. Tay quay là tay quay gập, mình bấm nút gập lại nha. Sử dụng mở ra, máy nhỏ gọn, máy chạy nha các bạn, rất là mượt. Chốt chặn. Và con đuôi chuột của Nhật này có giá là 400k nha các bạn. Size máy là 1.500 nha, máy số 5. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 6. Con máy số 6 thì chắc là quá là quen thuộc luôn rồi các bạn. Một con máy của Longcat nha. Longcat EF35B. Dòng này thì mình bán quá là nhiều rồi. Một dòng rất là bền của Hàn Quốc, Korea. Thông số cước là cước số 2, 150m. Con máy này size 2000 nha. Ngoại hình thì sáng. Tay quay độ trái phải, lăn sáng bóng nha bạn. Gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sống, lưỡi gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Máy chạy, máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặn. Và con máy số 6 này có giá là 220 nha. Một con máy của Hàn Quốc, 220k, Longcat. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 7. Con máy số 7 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con của Shimano nha bạn. Shimano Holiday Spin 1000. Con này là một con máy của Singapore nha bạn. Singapore. Lâu lâu mới về con size nhỏ này các bạn. Đây, dòng này thì thường là của Malaysia. Con này là cứ 1.5 mình vào được 130m nha bạn. Xa máy là gần 1.500 nha. Ngoại hình là màu tím nha bạn, tím nhạt. Tay quay mình đổi trái phải. Con này ngoại hình của nó cũng phải tầm 90 các bạn. Nhìn rất là sáng đẹp luôn. Đây, ngoại hình rất là sáng, lăn sáng bóng. Cước xa máy là gần 1.500 nha. Gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sống, lưỡi gà hoạt động tốt nha bạn. Ai mà thích size nhỏ cỡ 1.500 là con này y bài luôn. Rất là đẹp luôn nè các bạn. Tay quay sáng bóng luôn. Dòng của Singapore nữa rất là bền. Tay quay gập. Ngoại hình thì tầm 90 nha bạn. Đây, ngoại hình 90. Máy chạy nha bạn. Rồi, máy chạy rất là mướt luôn. Nghe tiếng này thấy đã rồi. Chốt chặn nè các bạn. Chế độ đảo chiều của máy luôn nha. Con này rất đẹp luôn. Ai mà thích xa máy 1.500 thì nên mua con này nha các bạn. Và con số 7 này có giá là 400k nha. Máy số 7 400k nha. Shimano Holiday Spin 1000 nha. Dòng này rất là bền. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 8. Con máy số 8 muốn giới thiệu với các bạn là một con của Daiwa nha. Daiwa Spotlight ST1000. Con này là một con máy của Nhật nha các bạn, Japan. Ngoại hình nha bạn, ngoại hình thì sáng đẹp. Có chảy xước nhẹ ở một số chỗ nha. Tay quay mình đổi trái phải. Ngoại hình rất là đẹp luôn nha các bạn. Lăn sáng bóng. Thông số cước nha. Cước số 6 mình vào được 140m nè các bạn. Size máy là 6.000 nha. Con này là size máy 6.000. Cước số 6 140m. Đây, ngoại hình cối sáng luôn nha các bạn.
gạt cước hoạt động tốt nha. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Cốt trợ lực nữa bạn. Dòng này thì có cốt trợ lực câu cá rất là khỏe luôn. Đây, cốt trợ lực nha bạn. Bên trong này, phần cối rất là sáng. Phần cốt dày khỏe nha bạn. Size máy 6.000, cốt trợ lực luôn. Con này là của Japan. Máy sóng lưỡi gà tốt nha các bạn. Nắp. Tay quay rất là sáng luôn nè các bạn. Tay quay của nó này rất là sáng đẹp luôn. Ngoại hình con này thì mình thấy khá là sáng đẹp luôn á. Tay quay gập nha, sử dụng thì mình mở ra. Máy chạy nha bạn. Máy chạy rất là mướt. Chốt chặt. Chế độ đảo chiều. Máy chạy đúng đã luôn nha các bạn. Kéo cá thì thôi rồi. Và con này có giá là 950k nha. Máy số 8 950k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 9 nha các bạn. Con máy số 9 mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng Shimano nha. Ultera 2000. Con này chạy là 2 bạc đạn nha bạn. Dòng Ultera này là dòng của Nhật nha. Con này ngoại hình của nó thì chắc tầm phải 95 luôn các bạn. Nó rất là mới luôn. Cối kim loại nữa bạn. Sáng bóng luôn nha. Tay quay thì tay quay núm gỗ. Tay quay mình đổi trái phải được luôn. Con này phải 95 đó các bạn. Đẹp xuất sắc luôn á. Lăng đá sứ. Chạy 2 bạc đạn nha các bạn. Đây thông số. Thông số của nó nè các bạn. Con này thì cước số 2 150m nha. Size máy là 2000 nha các bạn. Cước số 2 150m. Cước số 3 mình vào được 100m nha. Size máy 2000. Phần cối nè các bạn, sáng. Đẹp ghê luôn. Gạt cước hoạt động tốt nha. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Con này đẹp quá các bạn ơi. Tới 95% luôn á. Tay quay. Tay quay thì mình gập, mình bấm nút mình gập lại. Sử dụng mở ra. Máy chạy nha. Phía sau của nó luôn. Tay quay mình đổi trái phải được luôn nha các bạn. Máy chạy rất là êm. Chốt chặt. Đảo chiều. Thì con máy nó rất là êm luôn các bạn. Đi câu mấy con máy êm này khỏi sợ làm phiền hàng xóm luôn. Và con Ultera 2000 này mới 95 này. Số 9 có giá là 1 triệu nha các bạn. Máy số 9 1 triệu. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con Ultera chị nha. Con này em chắc con này chị quá. Con này là Shimano Ultera 6000 nha các bạn. Cũng chạy 2 bạc đạn luôn. Tay quay đổi trái phải. Cũng của Nhật luôn nha các bạn. Ngoại hình con này thì 90 chứ không được 95 như con kia. 90. Sáng đẹp nha các bạn. Cối kim loại nè. Dày và chắc. Tay quay thì mình đổi trái phải được luôn nha. Tay quay núm gỗ. Đổi trái phải. Lăng đá sứ. Thông số cước là cước số 6 150m, cước số 5 200m, size máy 6000 nha các bạn. Lăng nè, sáng bóng, đá sứ, gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Nãy Ultera 2000 là em thì con này 6000 chắc nó là chị rồi, chị cả luôn rồi. Đây, tay quay mình trái phải nha, máy chạy nha các bạn. Dòng này thì có tiếng kêu. Chốt chặn. Nghe tiếng máy rất là đã luôn. Kéo cá khỏe. Chế độ đảo chiều. Và con Ultera chị size 6000 này có giá là 1.8 triệu nha. Máy số 10 1.8 triệu. Máy của Japan nha các bạn. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy 11. Con máy 11 mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng của Daiwa nha. Dòng Daiwa Carbon nè các bạn. ISO Cutter GS3000 nha. Con này thì chạy 3 bạc đạn. Ngoại hình con này chắc cũng phải tầm 90. Tay quay thì mình đổi trái phải. Tay quay đổi trái phải luôn. Chạy 3 bạc đạn. Lăng đá sứ. Dòng carbon nha bạn. Dòng máy carbon. Cước số 8 thì 150m. Xa máy là 8000 nha. Xa máy 8000. Phần nắp nè. Thiết kế cũng rất là đẹp. Lăng đá sứ. Gạt cước. Hoạt động tốt nha bạn.
Đây, cái này mình vặn vậy. Một con máy sống, lưỡi gà hoạt động tốt luôn. Tay quay là tay quay kim loại nha bạn. Dòng carbon, tay quay kim loại. Máy chạy nha bạn. Máy chạy rất là bước luôn. Chốt chặn. Chế độ đảo chiều. Và con bay qua 8.000 này có giá là 1.200.000 nha các bạn. Máy 11 1.200.000, mới chắc cũng 90 nha các bạn. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy 12 nha. Một con máy mới của Trung Quốc nha, Apollo AO 5.000, cái này thì mình bán khá là nhiều rồi nha các bạn. Tay quay mình đổi trái phải. Chạy hai bạc đạn, màu là kết hợp màu vàng và đen. Radio là 14.7. Và thông số cước là cước 0.44 150m. Size máy là 5.000 nha các bạn. Lăng sáng, gạt cước dày màu vàng, gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống, lưỡi gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Con là con máy mới của China. Tay quay thì trái phải. Đây, phần núm cũng rất là đẹp. Tay quay gập nha, mình bấm nút gập lại, sử dụng mở ra. Máy chạy nha bạn, máy chạy rất là êm, chốt chặt. Đảo chiều. Và con máy mới China này có giá là 220k nha bạn. Máy 12 220k. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo của mình nha, 0931 342 766. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.